Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Thật cho anh có người này. Cái đậu xanh chỗ mình có người các bạn ơi. Ui. Đây cho anh có người này. Cái đậu xanh. Ui. Cái đậu xanh. Vỡ đầu nhà em. Rồi, em vừa giết một thằng thú hồn. Ủa trên đấy còn người không phải em. Đang còn người em ơi, đang còn người em ơi. Đâu vậy? Ủa bạn này đâu vậy? Ui nó thấy anh rồi, Ui. Bắn ghê thế bạn ơi, Ui. Làm gì mà căng, từ từ anh quần máu cứ đã. Làm gì mà căng, ui. Mất 5-7 máu cho em ơi, anh quần máu cứ đã. Rồi anh chơi chú luôn. Đâu nó ở đâu anh? Em ơi nó ở cạnh anh này. Đây đây em ơi, hai đứa. Đây em ơi, hai đứa em ơi, ok nó một nhá. Mình chạy à? Đậu xanh. Kẹo sẽ đổi qua UMP nha các bạn ơi. Đây. Ôi mày, đang một người em ơi. Ngay bên ngoài. Thứ hai em ơi. Chạy gọi lại đi em ơi, Từ từ, giờ là nó cũng nhảy xuống thôi. Nó nhảy xuống mình xử nó luôn. Láo, thằng này láo quá. Đấy, anh xem rút đồ cái đã. Ok. Có giỏi mình nhảy xuống đi em ơi. Câu liệu à? Ui nó câu liệu em ơi. Chạy nhanh, nó câu liệu em ơi. Lên luôn, thằng này láo thật. Từ từ em, anh chưa câu liệu. Câu liệu đâu? Đậu xanh. 4 viên SVD đai cho em ơi. Nốc cho em ơi, cẩn thận nó gảy mìn em ơi. Nó có gảy mìn không em? Không à? Ok. Không gảy. Ui, hai đứa cơ, anh tưởng có một đứa. Thanh niên à, dám chơi sĩ kẹo à? Ủa em ở đây có xác à? Ok. Em được qua khẩu ska chơi. Sĩ ơi là sĩ. Sao em, anh nghe này. Bà anh hết máu rồi em ạ. Đây qua. À, còn hai bình. Đâu em đây, hai bình nhá, vứt đây em. Anh xin. Ok, cảm ơn Tố đã gửi quà tặng nha. Mấy đứa lại dí kít quá cơ. Đây, kẹo chạy qua phía này các bạn ơi. Ok, có một cái khẩu súng pha mát này, đổi qua luôn. Và trận này chúng ta sẽ chơi bằng khẩu súng pha mát nha anh em. Phía này thì sẽ có thêm đạn súng trường nhá. Ổn chưa anh em? Quá đã luôn. Đây, qua phía này coi. Wow. Không có ai cả mọi người ạ. Thế mình xuống khu phía dưới đi em ơi. Em có ra mới rồi em. Phanh. Dạ ba. Ờ, xuống đây em. Xuống đây xem còn nước giáp không. Wow, qua đây các bạn ơi, có gì không nhỉ? Còn nước giáp không? Ở đây còn nước giáp em ơi. Qua đây em vứt cho cái giáp 4 này. Anh ăn xong anh vứt lại cái giáp cho. Đâu em, phanh. Nè em, anh vứt cho cái giam nhá. Đây em ơi. Có lấy mũ 3 không? Phanh anh có lấy mũ 3 không? À không. Thế qua đây có lấy giam này em. Okay. Đây cơ mà em. Thank you mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Đây, có phiền đi coi nào. Wow. Chạy đâu vậy em? Ok, và chúng ta sẽ lại có thêm được đạn súng trường nha mọi người đây. Kẹo sẽ qua phía này coi. Wow. Không có ai cả. Anh vừa bắn lộn đây em. Pharmat hiện tại kẹo đang trang bị đó là một cái ống ống nhiệt nhá. Lên trên thử coi nào, xem là còn ai không nhỉ. Wow.
Có thêm hai bạn nữa lại phải có trận đấu. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 27 người chơi nữa thôi nha em ơi. Cố kiếm lấy trận top 1 nào các bạn ơi. Ủa, ở đây em ơi. Một đứa ở ngay hướng S em ơi. Ủa, 210 cũng có hả? 210 với S nữa. Đâu em, nó hơi khác nhau mà. Có nhau mà em. Ok ok đây. Nó đang ở ngay chỗ này em ơi. Dựng một đống bom keo này em. Đây rồi. Cái đậu xanh, đây rồi. Làm gì vậy? Ui. Đây bạn nói mày, làm gì mà căng nào? Ui, xanh mộ cho em. Thế là xong như vậy thì team của mình đã clear được một team ở chỗ này nha em ơi. Không có MP40 em ạ. Ui em ơi, lại có người nữa. Giữ nó em ơi. Không thì chạy qua phía sau này cứu anh này. Đó, cứu anh, nhanh, cứu anh. Đây, cây nó cho. Ok, nó không dám chạy qua em ạ. Thế từ từ mình cuốn máu có đã. Làm gì mà căng hả, bạn mày đang nút đồ thôi mà. Kiểu vừa bán xong rồi kia không để ý. Đây mọi người. Đây rồi, ok, có cả phóng lựu cả. Wow. Có đạn phóng lựu nhưng mà lại không thấy súng phóng lựu anh em ạ. Nghèo thế nhỉ. Đây rồi, đã có MP40 nhé bạn ơi. Mình sẽ lượm thêm đạn súng tiểu liên này. Ok. Có giỏi qua đây em ơi. Có giỏi thì qua đây. Anh bắn cho chú SML luôn chứ lại. Nó vẫn đang ở đấy thôi em ơi. Nó chưa chạy đâu. Bên này một đống hôm sát này. Anh sẽ lượm thêm bom keo cơ đã. À phóng lựu đây. Tưởng đâu phóng lựu đây à anh em. Lượm thêm đạn phóng lựu nhé. Ok. Nó mà có đây là xanh mộ nha em ơi. Mình có 5 quả phóng lựu nha anh em ơi. 5 viên đạn phóng lựu nhá. Đâu rồi em? Nó chạy mất tiêu rồi em ạ. Có thể là nó đu dây cáp lên phía trên kia rồi. Tại mình đâu có thấy nó. Đây chạy qua ven này. Ủa mày có xe mày, có xe mày. Có xe mày, nó đang chạy kìa. Mình cứ vào bo cái đã. Mua 3 chưa? À, mua 3 rồi. Giờ này đem nhiều. Hả? Mua 3? Ờ. À đâu anh đang dùng mua 2 đấy, anh không để ý. Kệ đi. Đang chạy bo mày. Vì là không phải anh vừa chơi game không mà anh vừa chơi game vừa bình luận này. Xong là vừa trả lời comment của các bạn nữa nên là thi thoảng không để ý game. Ờ. Em có ra mấy giờ em? Quên nó gài mìn. Mất giáp cho em. Sắp mất. Thế đây. Để em vứt cho cái giáp mới này. Đem đem. Có người em ơi. Cẩn thận. Có người em ơi. Thằng kia nó vừa gài mìn đấy. Trong nhà ơi. Trong nhà có hai đứa này. Xanh mộ nhà em, một đứa trong nhà nữa. Mày chạy đâu em ơi? Qua đây. Ui, mày chạy đâu em ơi? Ui, 7-9 máu rồi nhá. Qua đây em, đúng rồi. Qua đây em, xanh mộ cho em. Cho nó no đạn phóng lựu rồi nha em ạ. Làm gì mà căng mấy cái đứa này. Các bạn đã no đạn phóng lựu chưa? Bây giờ thì mình sẽ phải đổi qua súng tiểu liên MP40 cái đã. Bởi vì là phóng lựu còn có một xíu đạn thôi à. Xíu đạn sao đủ chơi đời nha em. Thêm đạn tiểu liên nhá. Và kẹo đang còn đó là 6 tứ thương cơ. Như này là thoải mái rồi nha em ơi. Ủa sao em? Anh nghe này. Gọi Hương và cùng tại một điều hòa. Đây các bạn ơi. Ờ, như vậy là còn lại 17 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha các bạn. Trước hết là chúng ta nên chạy bo. Anh nghe này. Hả? Sao em? Canh nhá. Đây đang canh cho em này. Ủa em ơi. Ngay ngược lại con người này. Thế bây giờ mình xử nó xong mình chạy bo luôn.
Phóng liệu, phóng liệu, tiếp phóng liệu thì phải mà. Chúng nó có phóng liệu ấy, cẩn thận em ơi. Chúng nó chơi phóng liệu em ơi. Ghê vậy. Xe nó. Ủa ngay phía trên à? Ngay phía trên à? Ok. Còn ai nữa không em? Có mỗi đứa thôi anh em ơi. Tôi tưởng còn nữa. Tôi đã tưởng là đang còn nữa. Thế nó bắn phóng liệu chơi vui à? Chạy nào em. À một đứa đang chạy xe em ơi. Xe máy này. Ok, nốc rồi nhé. Xanh mộ rồi này. Ở phía trên, phía trên này. Phía trên này, ui cái đậu xanh, ui cái đậu xanh. Ok, lên bảng điểm số luôn. Còn lại có 13 đứa nữa anh em ơi. Cố gắng kiếm top 1 luôn nào anh em ơi. Hiện tại cái đang có đó là 6 bom keo nhá. Bây giờ phải tranh thủ lút thêm bom keo cái đã. Hả, sao em anh nghe này. Không có bom keo. Họ sắt này không có. Không có thật. Tôi có 6 quả bom keo, không có anh vứt cho mấy quả này em ơi. Này vứt tạm cho mấy quả này. Đó, để dựng có gì nữa. Đem đây. Hai quả nhé. Đem chạy bo nhanh. Ui. Đáng lẽ ra là mình nên vào bo trước em ạ, nhưng mà không sao mình cũng gần bo mà. Quái mày, nào chấp phóng điện bắn nhau kìa. Đây à? Em có thấy anh không thấy em ơi. Thì có gì nữa. Đây vào bo trước này. Nó ngay sau mình nhé. Em ạ. Được rồi. Đứng tạm ở đây. Chạy vòng qua bên kia đi. À nó lên phía trên em ơi. Chúng nó đang ở phía trên này. Thế đây bây giờ anh chạy vòng lên luôn. Phần lên đi em ơi. Chúng nó bắn nhau căng lắm. Được hay lắm bạn ơi. Good game. Good game, good game. Good game. Hay quá nhỉ, để coi. Ui các bạn xin nhau, các bạn xin nhau ghê vậy. Các bạn xin nhau ghê vậy. Ui. Các bạn xin nhau ghê vậy. Ui. Xin nhau ghê vậy. Ui. Xin nhau ghê vậy. Vẫn đang còn sống cả. Lên bảng điểm số nha em ơi. Một đứa xong băng kem ơi. Lên này. Nữa hả? Ui nữa hả? Đậu xanh. Ok, lên bảng điểm số luôn. Còn lại một thằng nữa em ơi. Một thằng nữa em ơi. Cẩn thận. Đây à? Ngay trong nhà đấy. Ui. Dừng nào em. Mày chạy đâu hả mày? Mày chạy à? Mày chạy hả? À để coi. Ui. Đâu vậy? Đây. Em ơi đừng lên vội. Đừng lên vội mày. Cái mạng của nó này. Ôi trong nhà có cái gì vậy? Trong nhà có một đứa này em ơi. Có một đứa này em ơi. Trong nhà mới không phải trên tầng đâu. Đây ra này em ơi. Không phải trên tầng đâu em ơi. Em bảo là không phải trên tầng mà. Em có chạy lên trên tầng đâu. Ok. Thế em tưởng em chạy lên. Mình sẽ nhanh chóng lượm thêm đạn tử linh cái đã anh em ơi. Đây. Lượm nhanh đạn tự nhiên nào. Đây chạy bo thôi. Ui chạy bo nhanh không được kịp. Ui. Nhanh không được kịp anh em ạ. Bởi vì là nhiều khi mình chơi game cuồng quá, mình bình luận là suýt cắn vào lưỡi cơ. Nào đứng yên bắn máu. Đây có máu rồi. Anh còn 11 túi cơ. Em lấy không em vứt bớt cho. Anh lỡ lượm hơi nhiều thì có thương. Ui. Hàng rào có chỗ nhảy được, có chỗ không nhảy được. Hả sao em? Thoải mái em ơi, còn lại có 3 đứa thôi. Anh nghĩ là mình nên đứng tạm chỗ này trong mod này em ơi, phanh. Đứng tạm chỗ này em ơi. Sao tỏa đá này em? Tỏa đá là ok này, yên tâm đi. Đây này, em ơi, thường 345 này. Ui, 345 này. À, ngồi gốc cây em ơi. Gốc cây 345 nhé, đậu xanh. Ok, đã xong. Phải ơi, quay lại sau tảng đá đi em ơi. Đừng lên cho em gì, đứng ở đây là ổn này. Còn 2 đứa nữa nha các bạn ơi. Ui, không để ý em ơi. Anh kill được tận 13 đứa rồi. Gắt quá nhỉ. Em kill 5 đứa. Chờ cho nó chạy bo vào em. Được chạy ra ngoài thì cho nó sấy cho. Tôi sẽ đứng tạm ở đây nha em ạ. Hai đứa còn lại chắc là một team với nhau. 285 kệ cho nó thôi em. Thì tí cho nó chạy xuống mà xem bò ở đâu đã. Anh cũng như vậy. Ủa em ơi chạy xa anh thế. Đâu vậy em? Chỗ nào vậy? Không,
không không người bo người bo. Ơ chúng ta bắn nhau ngoài bo kệ đi. Bắn nhau ngoài bo. Thế cho chúng nó chạy vào. Ui mà ai tận phía trên cả. Đậu xanh. Đây này, bắn nhau ngoài bo, bắn nhau ngoài bo này. Đậu xanh bắn nhau ngoài bo này. What the hell, bắn nhau ngoài bo này. Đậu xanh bắn nhau ngoài bo. Ui bắn nhau ngoài bo. Hay vậy các bạn. Các bạn bắn nhau ngoài bo. Vào bo đi các bạn, không xanh mộ bây giờ. Bóp thuốc này, bóp thuốc này. Ui không chạm luôn cả. Ui anh quên mất là anh còn có 22 viên đạn. Đậu xanh. Cho nó bắn, bắn súng lựu. À đâu, bắn súng điện cho nhau này. Em ơi em ơi. Phanh phanh. Từ 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 từ. Đây đây đây. Spot cho em này. Ok nó nhé. Gạt giòn nó luôn. Ui okay, nhân giống. Ui em hạ cả hai cả. Ghê thế. Thủ tự nhiên. Nào đi. Đấy nhiều anh chơi giỏi nhỉ. Đây 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 anh đây đây. Các bạn đây chơi em ơi. Được chơi chưa? Ủa? Chưa. Đấy từ từ. Thì em quay mặt ra một hướng cho em. Sao nữa? Ok. Như vậy là trong trận đấu này thì Kẹo đã giành được top 1 với 13 kill. Gấu 7 kill nữa, 20 kill gắt chưa anh em? Quá gắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.